Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay ở cái clip bán hàng này, em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa cát la da cực kỳ xưa nha các cô chú anh chị, cực kỳ xưa mà cũng cực kỳ đẹp. Cây này cây xưa, chuẩn cây xưa luôn á các cô chú anh chị. Đây là cái mặt hoa của cây bạch kiếm anh. Các la da bạch kiếm anh, đây là dòng xưa, hoa rất là thơm. Hoa rất là thơm nha các cô chú anh chị. Đây khuôn ha, cái hoa này khoảng tầm ngoài tấc các cô chú anh chị. Cái hoa này thì bị dập cái cánh này. Dập cái cánh này. Cánh trắng, bạch kiếm anh thì cái cánh nó là nó có cái sẹt tím này nè các cô chú anh chị. Đó, sẹt tím. Đây là dòng cát xưa nha các cô chú anh chị. Thì ở cửa hàng hiện tại là em có hai giò thì em chia hướng ra để bán nha các cô chú anh chị. 500k cho một hướng cát bạch kiếm anh. 500k thì nó sẽ gồm là ba lá nha các cô chú anh chị. Ba lá. 500k cho ba lá bạch kiếm anh. Chậu này đây cũng là bạch kiếm anh luôn. Cái này lâu lắm rồi em mới sưu tầm được các cô chú anh chị, dòng chuẩn xưa luôn. Cái chậu này thì nó có một cái hướng nè, một cái hướng này với cái phần còn lại. Cái phần còn lại là vừa hướng đuôi, nó có cái cọng đầu này thôi, còn mấy cái kia là đuôi. Thì cái này là coi như hai hướng nè. Đó, ai lấy ba cọng đầu lấy, còn lấy cả chậu là 900k. Cả chậu là 900k nha các cô chú anh chị. Cả chậu là 900k. Cái chậu này bạch kiếm anh. Cái này là cả chậu này là bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lớn nhỏ là 11 lá. 11 lá thì nó có là một cái hướng đầu và cái phần hướng đuôi nhưng mà còn rất là nhiều mắt nha. Thì chậu này là 900k cho ai lấy nguyên cả chậu, còn trẻ làm đôi thì cái ba cái cọng này, đó ba cọng này nè. Ba cọng mà em Vịnh nè. Ba cộng này là một hướng thì nó bao gồm là ba lá với một mầm đang lên nè. Là một hướng, ba lá là một hướng cát nha các cô chú anh chị. Rồi bên đây nó còn lại hướng sau là còn mắt nè, mắt. Bên đây cũng còn mắt. Còn cứ ba lá đầu là một hướng. Bên đây cũng vậy. Bên đây để coi em coi coi nha. Một hướng. Cái này ba cộng này nè, đó là một hướng nè. Một hướng. Một hướng, hai hướng. Cái chậu lớn này của em là ba hướng nha. Ba hướng. Nè, ba cộng này là một hướng nè. Ba cái cộng này là một hướng. Rồi cái khóm phía sau là hướng. Còn lấy cả chậu này thì là 1 triệu 3. Ba hướng. Ba lấy cả chậu là 1 triệu 3. Còn bên đây lấy cả chậu là 900k. Còn các cô chú anh chị mình sưu tầm hướng thì cứ 500 là một hướng nha. Đây là cái cát bạch kiếm anh. Đây là hàng xưa. Hàng xưa nha các cô chú anh chị. Còn bây hiện tại bây giờ hàng mô á, người ta là mô lại nhiều lắm. Nhưng mà ba nó không đủ sắc sảo như thế này đâu. Rồi, cát bạch kiếm anh. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Và những cây này hiện tại thì nó đang ở cái cửa hàng đường Hùng Vương, sau lưng khán đài A của sân vận động Long An. Các cô chú anh chị mình sưu tầm thì cứ liên hệ em nhé. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.